Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, với việc tuyên truyền một cách sâu rộng của ngành điện, ý thức sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả đã bước đầu thấm dần vào từng người dân, doanh nghiệp. Khách hàng sử dụng điện đã nhận thức được một điều, tiết kiệm điện là làm lợi cho chính mình. Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, trong những năm qua, EVN-NPC luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tiết kiệm điện đối với tất cả các thành phần khách hàng sử dụng điện. Hưng Yên là tỉnh có nhiều khu công nghiệp trọng điểm, với khối lượng khách hàng khá lớn. Do nhu cầu sử dụng cao, Điện lực Hưng Yên đã phối hợp với Sở Công Thương thực hiện kiểm tra, đôn đốc, tuyên truyền, vận động các khách hàng lớn tiết kiệm điện thông qua việc xem xét lại các dây chuyền sản xuất để có những giải pháp tiết kiệm điện. Đây là doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi có sản lượng 200.000 tấn cám một năm, hàng năm tiêu thụ số lượng điện rất lớn. Tuy nhiên, từ khi thực hiện kiểm toán năng lượng, sử dụng các dây chuyền tiên tiến, hiện đại, cộng với sự hỗ trợ, kiểm tra cũng như là đưa ra định hướng trong việc tiết kiệm năng lượng của công ty Điện lực Hưng Yên, nên một tấn sản phẩm chỉ tiêu thụ 30 kWh, tiết kiệm 20-30% so với sử dụng dây chuyền cũ, lạc hậu. Đối với cái sự phối hợp của ngành điện, đối với cả công ty thì hiện tại bây giờ diễn ra cũng rất là tốt. Ngoài cái vấn đề về tư vấn cho công ty để hỗ trợ một số các cái máy móc thiết bị cũng như là những cái vật dụng để mà tiết kiệm điện ấy, ví dụ như là các cái tấm trong suốt để mà tận dụng được cái chiếu sáng của tự nhiên. Hai nữa là một số các cái thiết bị chiếu sáng, ví dụ như là các sử dụng các cái bóng compact ấy, thì là sẽ là rất là tiết kiệm điện. Từ đầu năm 2018 đến nay, Công ty Điện lực Hưng Yên đã thực hiện tốt tuyên truyền hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất, phối hợp kiểm tra sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại 16 khách hàng sản xuất công nghiệp. Phối hợp với đài truyền thanh của 161 xã phường thị trấn trên toàn tỉnh, thực hiện hơn 2.700 lượt phát thanh tuyên truyền về tiết kiệm điện. Ký hợp đồng với Bưu điện tỉnh Hưng Yên, triển khai tuyên truyền dịch vụ điện và sử dụng điện an toàn tiết kiệm tại 116 bưu điện, văn hóa xã trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Kết quả là sản lượng điện tiết kiệm của thành phần phụ tải trên địa bàn 5 tháng đầu năm 2018 đạt 27,8 triệu kWh, đạt 1,6% điện thương phẩm của toàn công ty. Được các anh ở Điện lực Kim Động tuyên truyền về cái phương pháp sử dụng điện tiết kiệm và an toàn. Đến giờ chúng tôi, gia đình chúng tôi cũng đã thay rất nhiều những cái thiết bị sử dụng tiết kiệm điện, ví dụ như bóng đèn LED. Về điều hòa chúng tôi sử dụng các thiết bị là có dãn mác tiết kiệm điện của Bộ Công Thương. Công tác tuyên truyền sử dụng tiết kiệm và an toàn trong nhân dân cũng như là các cái cơ sở công nghiệp thì thực hiện tổng ty cũng như công ty đã triển khai nhiều năm rồi. Đặc biệt là năm 2018 này triển khai cái chỉ thị là 34 của Thủ tướng thì Ủy ban tỉnh đã là có chỉ đạo là đồng loạt phối hợp với Sở Công Thương là thực hiện chương trình kiểm toán năng lượng thì các doanh nghiệp cũng đã là thay đổi cơ bản là vấn đề là sử dụng điện này cũng như là một số doanh nghiệp của Nhật Bản họ thay đổi công nghệ. Đối với công ty Điện lực Thái Bình, để phong trào tiết kiệm phát triển rộng khắp và đi vào chiều sâu, năm 2018 công ty Điện lực Thái Bình đã phối hợp với các cơ quan đoàn thể, chính quyền địa phương tuyên truyền hướng dẫn các giải pháp tiết kiệm điện thông qua hội phụ nữ các xã, phường được PC Thái Bình đặc biệt chú trọng. Nhờ đó, ý thức sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả đã từng bước thấm vào đông đảo người dân. Các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị cũng đã đầu tư đổi mới công nghệ hiện đại có hiệu suất năng lượng cao. Từ đầu năm 2018 đến nay, miền Bắc nói chung và đặc biệt khu vực Thái Bình thì có những hai đợt nóng kéo dài. Do vậy, cái mức độ tiêu thụ điện của tỉnh Thái Bình là tăng rất cao. Bên cạnh cái tăng cường công tác quản lý vận hành thì chúng tôi đã tăng cường thực hiện cái việc tuyên truyền cung điện. Đặc biệt là thực hiện tuyên truyền cung điện rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng ở các phường, các xã, các tổ. Thường xuyên có những cuộc họp thì chúng tôi lồng ghép vào các vấn đề tuyên truyền tới cấp điện để làm sao sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, điện sẽ được sử dụng một cách tiết kiệm và hiệu quả. Ngành điện sẽ giảm bớt áp lực về vốn, giãn tiến độ đầu tư cho các công trình nguồn và lưới điện. Hy vọng với sự nỗ lực của toàn xã hội, mục tiêu tiết kiệm điện này sẽ ngày càng đi sâu vào ý thức của mỗi người dân và doanh nghiệp.